Hello luôn, xin chào các bạn. Hôm nay tiếp tục làm trận Free Fire. Oh yeah. Go go go. Đồng hoa. Đồng hoa là người. 50 người. Go go go. Chế độ sinh tồn. Chiến đấu thật mong cách. Ba xuống. Chơi này mình chủ yếu là mình chạy trốn nha. Chơi mình sợ đánh lắm lắm. Nó chạy trốn rồi cũng bắn mình bắn lại. Nhảy xuống quá. Nhà này nhảy gì? Ôi trời ơi, nhảy xây sơn quá, mình thích nhảy giữa bản đồ các bạn à. Nhảy giữa bản đồ chạy gì đâu cũng gần hết. Chạy gì đâu cũng gần hết. Nhảy đầu này chạy lại đầu kia, cái cổ lắm, chạy cũng cùng luôn mà. Nhiều thì sợ lắm á. Trời, cái vườn cũng đẹp quá, trời đẹp đi chứ. Coi coi đi xuống chỗ nào đi, coi coi kiếm cái nhà nào xuống chui vô nhà đó luôn đi cho nó ấm cúng luôn. Rồi xuống cái nhà này đi, xuống cái nhà này đi, xuống cái nhà này đi. Trốn đi, vô đây trốn đi. Vô đây trốn cũng may mắn hay là thất bại là chỗ đó đó. Đi tìm cái nhà, tìm liệu khí hàng. Có hàng sớm thì nó an tâm hơn đúng không? Có hàng sớm thì nó an tâm hơn, đỡ sợ. Có thằng nào chạy vô đây là chết với tao liền nha. Nhảy qua đi. Chạy vô đó rồi, mày chạy vô hả mày? Khi mà mày chưa có cái áo chống đạn, còn tao còn có chống áo chống đạn rồi. Cái thằng này ơi, trời xui cho mày rồi đó hả? Xui cho mày rồi. Chạy vô ngay chỗ này luôn. Vô đây gặp tao, tao cũng có áo chống đạn, mày cũng có áo chống đạn. Ôi thằng nào trong đạn giỏi hơn mà. Ui da thiệt là sợ quá trời đó đất đi hả. Rồi làm sao đây, làm sao nữa đây hả. Rồi này nó đứng bên ngoài đó, cứ ở trong này nằm bằng gì nữa đi. Khi mình biết được cái dòng nó sẽ bò về phía đó thì mình phải chạy về phía kia thôi. Hết cách rồi đó, thấy núi nó bò chưa. Muốn nó bò về phía đó, mình phải chạy về phía đó đó. Chạy đi, nhảy đi, bắn được tao đâu. Chạy đi, chạy được sống. Run, run away, run away. Run away. Khi mà nhà mấy đứa nhỏ chơi này. Trời ơi, bắn ở đây, mày trời ơi, bắn ở đây. Nó bắn được chui kìa, nó bắn được chui kìa, chạy vô đây đi. Dám chạy vô là tao khen mày đó hả? Chạy vô là tao khen mày hay rồi đó hả? Nói đó cho nó bắn chết sao? Như gì? Thôi cho nó đâu? Chạy né né né! Tao né! Tao né! Trời nó bắn đâu vậy? Trời! Ra đây trốn đi! Có nào nó chạy ra không? Đâu rồi, mày đâu rồi? Trời, nó chạy kìa, nó kìa. Chạy. Không, vô trốn đi, chạy trốn, trốn là thượng trách đó mà. Vì mà mấy đứa này nhỏ chơi này, nó chơi thì nó thích đấu đánh nó. Mình không thích đánh với nó đâu, mình thích chạy trốn thôi. Chạy trốn là thượng sách, chạy là thượng sách, mà làm sao cái mà. Chạy như thế này, dọn đừng có ai nha. Đừng có ai tìm tôi trong cái nhà này hết trơn nha, để mình tôi nằm đợi chìa nước trong này thôi.
nay sao thấy nhà nào cũng quen quen không à? Nhà nào cũng giống như nhà nào. Nhà gì không đóng cửa cho để cửa tan quát vậy đó, không có cửa sổ luôn. Rồi không biết chạy về hướng nào luôn. Tụi nó đang hướng mình đó. Tụi nhau đang đứng nhau chiếc ké bên hướng bên kia. Mình chạy ngủ về hướng này thôi, chứ hướng nào an toàn là chạy về hướng đó. Ui cha ơi. Chạy lên đây mày nhai đằng. Xui cho mày rồi, chạy lên đây tao đứng chờ sẵn trên này rồi, mày lại đây. Lấy được cái nón của nó rồi, ca ca ca. Lấy chút máu, bơm chút máu nữa coi. Rồi chạy ra ngoài thôi. Giờ thì chạy ra ngoài thôi. Chưa phải lúc đầu nó đang bo về phía này đó. Đâu có thấy cái hướng bo đi về phía nào đâu mà chạy. Phải tìm cái hướng mà nó bo về phía nào mình mới chạy về phía đó chứ. Giờ này nó chưa bo mà, sao mình biết nó chạy về hướng nào đâu mà chạy. Chạy không khí ra ngoài nó bắn chết rồi mày. Thôi chạy đi. Chạy đi, chạy là thượng sách. Chắc chắn là bo về hướng đó rồi. Đó, thấy chưa, nó bắn đó chưa. Nhảy nè, nhảy nè. Nhảy luôn nè. Nhảy nè, bắn đi. Bắn có được đâu mấy em nè, em bắn quá à. Bắn có được đâu mà bắn mà. Thành ra đây có cái chiếc xe nào lấy chạy cho nó đã coi. Có chiếc xe nào lấy chạy cho nó đã coi. Ơi, có một chiếc xe kìa. Ấy, chạy im đi, 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 xuống, nhảy lên. Nên chạy ơi, chạy mau lẹ, cái khu vực này nguy hiểm quá, chạy chỗ khác, quay đầu xe ra khỏi khu vực này đi. Khu vực này rất là nguy hiểm, trời ơi, nó bắn nữa kìa. Ây da, ui 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 da, trời ơi, chán trời ơi, chán trời. Vừa chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi, an toàn rồi, sợ quá. Trời ơi, nó tiêu rồi. Đúng má, lộn vòng vậy mà gặp ở ngoài là chết gãy cổ rồi. Đúng là trong game mà sức khỏe thật là cường tráng mà. Ngoài ngã vậy chắc là nằm nãy giờ chưa đứng dậy nổi. Vô đây coi, để chiếc xe đây đi. Vô đây mình núp ở trong này coi. Vô đây kiếm hàng coi. Thái nhất là mấy cái cục máu á. Có mấy cục máu là còn sống. Trời 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 trời. Cái gì? Tưởng là thằng nào vô chứ. Tưởng là thằng nào vô chứ. Có hàng gì lấy hết đi. Hàng gì ngon lấy hết đi. Xuống sao chạy ngoài đấu làm chi, nó bo dưỡng này rồi, bo dưỡng này rồi, ta chỉ cần nằm bẹp về nước ở hướng này thôi, đúng hay không đây? Chắc chắn là nó bo về phía này rồi. Mình đang nằm trong một cái nhà rất là an toàn, rất là ấm cúng. Tụi người kia nó đang đấu đá nhau xèo ổn tỏi ngoài đó. Ừ, chùm chà. Chạy vô đây lấy cái này coi. Chùm chà. Thôi, chạy về đi. Chùm chà. Nó bắn ở bên kia kìa. Bên kia không có lần nào hết trơn. Chui xuống về này là chết chứ nó. Ui da.
bò dưỡng này mà đơn xe chạy đi trời gì xe rộn bắn trái xe rộn trời ôi trời ơi bắn trái xe rồi cái vậy trời cái thằng kia mày bắn tao lại mày đụng nó mẹ này nè dạ mẹ chết mẹ một mạng nữa nha cho mày bắn tao nha đợi lấy vô có mày có hàng gì đâu không trời ơi gì ta kỳ vậy ra nó có cái nhà gì đâu tôi đi nhà này trốn đi trời ơi nó đông lắm kìa mấy cái cháu này mình thích nhất là má tại 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 nó vô tâm bạn ác liệt rồi mấy cái gì của mình luôn tao tại vì tôi muốn trốn cho mày đi tao trời ơi tao anh má ơi người đông quá trời ơi trời tâm ghê luôn ha quá trời quá đất luôn có mà chạy vô đây không cho tao bắn coi trời trời nó đang giao tranh hướng đó bò về phía kia rồi chạy về phía kia đi trời ơi giờ này ra chạy chắc còn ba cái thằng nó bốn thằng nó bắn chắc chắc coi trời nó má là một chút xíu nữa coi giống giống về phía đó giống về phía đó nhảy tao nhảy tao nhảy sao bắn được sao nhảy nhảy ê mở tầng nữa quy tiên trời ơi để tao muốn chạy trốn mà giờ tao bắn đầu tao bắn đầu chứ không biết làm gì đâu nó bắn tao trước nữa rồi tao quá tao nhận thấy nó bắn tao trước hả rồi trời dễ dàng nhỉ rồi thân chịu các bạn nhé thân vô vaccine các bạn nên theo dõi video này hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye yeah oh yeah.